Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin gần một nửa quân số của Putin đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu. Đây là khẳng định của giới quân sự Ukraine. Đây là hình ảnh quân xâm lược Nga bị đánh tơi bời, tháo chạy, bỏ lại rất nhiều vũ khí và các phương tiện chiến tranh. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky hy vọng hòa bình trong 2 tuần nữa. Có phải chăng Ukraine và Nga sẽ sớm ký kết một biên bản và thỏa thuận hòa bình trên bàn đàm phán vào thời gian tới? Đó là những thông tin được đưa ra trong thời gian gần đây. Tổng thống Ukraine Zelensky vào rạng sáng ngày 16 tháng 3 cho biết các quan điểm của Nga nghe có vẻ thực tế hơn nhưng vẫn cần thời gian trước khi đưa ra quyết định theo tinh thần của Ukraine, ông nói. Cũng ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Biden đã quyết định viện trợ hàng tỷ đô la để mua vũ khí cho Ukraine tiếp tục chống lại quân xâm lược Nga. Đây là hình ảnh phong trào phản đối chiến tranh xâm lược lan rộng tại Nga, với hình ảnh là phóng viên truyền hình của đài truyền hình số 1 Nga giơ khẩu hiệu phản đối chiến tranh ngay trong chương trình phát sóng của mình. Và hàng chục triệu người Nga đã biết điều đó. Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Oleks, nói cụ thể hơn rằng sẽ có một hiệp ước hòa bình bao gồm việc rút quân trong 1 đến 2 tuần hoặc sẽ có một nỗ lực của nhà độc tài Điện Kremlin Putin nhằm tuyển mộ thêm một số người Syria cho vòng chiến thứ hai. Và sau đó, khi chúng tôi đã nghiền nát họ, sẽ có một thỏa thuận vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 4. Điều đó có nghĩa là sẽ có hòa bình nhanh chóng như thế nào thì phụ thuộc vào số lượng binh lính và đạn dược mà Vladimir Putin có thể mang đến Ukraine. Và các đường vận tải vận chuyển đến Nga, từ Nga sang Ukraine ngày thêm khó khăn vì quân Ukraine đã chia thành rất nhiều nhóm nhỏ, tấn công vào ban đêm, bắn phá và phá hủy những đoàn xe này. Đây là hình ảnh đội quân từ Chechen hung dữ tàn ác được Putin cử đến Ukraine để tấn công vào nước này. Đây là những người theo đạo Hồi. Nếu người ta có thể tin cậy quân đội Ukraine thì mọi thứ chẳng hay đối với quân đội của Putin. Người Ukraine tuyên bố đã giết hoặc vô hiệu hóa tới 40% lực lượng Nga được triển khai kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tuy nhiên, đó là một phần trong chiến lược tuyên truyền của Ukraine nhằm mô tả những thành công của mình tốt hơn những gì họ đang có. Vận may của chiến tranh có thể thay đổi trong thời gian tới. Tuy nhiên, một số nhà quan sát phương Tây cũng tin rằng Ukraine có thể sớm chiếm thế thượng phòng. Theo tờ báo The Sun, các chuyên gia tại Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quân đội của Putin sẽ đến mức không thể tiến hành các hoạt động quân sự trong vòng 10 ngày tới vì thiếu thốn hậu cần, đạn dược và binh sĩ đã mất tinh thần, có nơi đến hoảng loạn. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Tướng Mỹ Ben, 63 tuổi, người chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu từ năm 2014 cho đến năm 2017, đánh giá tình hình một cách tương tự. Hawkes nói với đài truyền hình Mỹ NBC rằng, để quyết định chuyển sang chiến tranh tiêu hao, Nga cần 3 thứ mà họ không có. Họ không có thời gian, không có quân đội, và cũng không có đạn dược. Tuy nhiên, Hawkes tin rằng vận may của cuộc chiến sẽ chỉ đảo ngược đối với Nga nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nó giống như một cuộc đua. Nếu chúng ta cung cấp đủ cho người Ukraine, họ có thể duy trì sức lực lâu hơn Nga. Sau đó, nếu không có điều gì thật kịch tính xảy ra, thì trong 10 ngày nữa, Nga sẽ đi tới điểm không thể tấn công được nữa. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc họp bí mật với Abramovich, bạn thân của Putin. Thêm chi tiết về sứ mệnh của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder vừa diễn ra tại Moscow, và đây là một chuyến đi hết sức bí ẩn. Đây là hình ảnh nơi diễn ra cuộc gặp bí mật của cựu Thủ tướng Đức với nhà tài phiệt Nga, vốn là bạn thân của ông Putin. Tại Nga, các nhà tài phiệt thường rất quan tâm đến các chính trị gia hàng đầu, thậm chí họ còn trả tiền để có thể ủng hộ, bỏ phiếu cho những người này bằng cách này hay cách khác. Và chuyến đi bí mật
của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, 77 tuổi, đến Moscow ngày càng trở nên bí ẩn và có rất nhiều chi tiết đang dần được đưa ra ngoài ánh sáng. Truyền thông đã phát hiện ra rằng người đàn ông và nhà vận động hành lang khí đốt cho Điện Kremlin này, người từng là Thủ tướng của Đức, đã gặp gỡ không chỉ với kẻ chuyên quyền Nga Vladimir Putin, 69 tuổi, mà còn với nhà tài phiệt của Điện Kremlin. Đây là hình ảnh nhà tài phiệt Nga Abramovich trong một lần gặp gỡ Putin, và họ thường xuyên có mối quan hệ rất gần gũi với nhau. Cuộc họp bí mật diễn ra trong đêm thứ Năm đến thứ Sáu tại khách sạn Novoye Kempinski gần Điện Kremlin. Đây là khách sạn hạng sang của hàng đầu tại Nga, thường dùng cho những chính khách lớn và các nhà tài phiệt ở đây. Giống như Schröder trước đó, ông Abramovich được đưa vào khách sạn qua một lối đi phụ. Cuộc trò chuyện kéo dài vài giờ đồng hồ diễn ra trong căn phòng sang trọng số 405 Kremlin Lux của ông cựu Thủ tướng Gerhard Schröder với giá thuê mỗi đêm 650 euro. Đây là hình ảnh vợ của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, bà Jonion Kim, dường như đang cầu nguyện tại khách sạn ở Moscow cho buổi gặp với ông Putin sẽ đem lại hòa bình cho châu Âu và thế giới, khi chồng bà đang đi gặp lãnh đạo cấp cao của Nga này. Ở Moscow cũng có tin rằng Abramovich liên tục yêu cầu ông Putin ngừng chiến tranh. Tổng thống Ukraine Zelensky, 44 tuổi, cũng đã đề xuất ông làm nhà đàm phán cho mình. Nhưng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder không chỉ nói chuyện với Abramovich ở Nga. Ông cũng đã gặp trưởng đoàn đàm phán của Nga trong cuộc đàm phán với Ukraine, bao gồm cố vấn Điện Kremlin và cựu Bộ trưởng Văn hóa Vladimir Medinsky. Ông này, 51 tuổi, là những nhân vật dường như được Putin tin tưởng trao cho sứ mệnh đi đàm phán với Ukraine. Đây là hình ảnh cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, vốn có mối quan hệ rất thân thiết với Nga và đặc biệt với ông Tổng thống Nga Putin. Và sau khi nghỉ hưu, ông cựu Thủ tướng Đức đã sang làm cho hãng dầu khí của Nga. Chính xác những gì được thảo luận là câu hỏi cũng đặt ra xa, nhưng vẫn không rõ ràng. Ở Berlin cũng vậy, người ta không thể hiểu được điều đó. Theo thông tin từ truyền thông, thì Thủ tướng Đức Gerhard Schröder cũng đã đi gặp ông Putin, và bây giờ ông là cựu Thủ tướng. Tuy nhiên, vai trò của ông với nước Đức và với Nga vẫn còn rất lớn. Còn người Thủ tướng Đức đương nhiệm, ông Olaf Scholz, 63 tuổi, không muốn liên lạc với người tiền nhiệm của mình sau khi ông Schröder trở về từ Moscow. Không ai khác từ Thủ tướng được cho là đã nói chuyện với ông Schröder cả. Thủ tướng đương nhiệm Scholz đang tập trung vào các cuộc đàm phán của riêng mình với những người đứng đầu chính phủ. Thông tin cho biết, hôm qua ông cũng đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, 68 tuổi, và câu hỏi đặt ra tỷ phú bóng đá là ai? Với sự giàu có tột bực của mình, ông đã tạo ra thế giới tài phiệt của Nga bao quanh những chính trị gia, trong đó có Putin. Đây là hình ảnh tỷ phú Nga Abramovich sở hữu câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Anh Chelsea FC. Tỷ phú Abramovich, 55 tuổi, có một mạng lưới công ty rộng khắp, thu về những khoản tiền khổng lồ vào kho tài sản của ông ta. Ông ấy cũng đã thành công trong kinh doanh ở Nga bắt đầu từ những năm 90, khi nước Nga dần dần chuyển đổi sang cơ chế thị trường và họ đã nhanh tay kinh doanh từ đó. Ông vốn kinh doanh ngành dầu mỏ và vốn ước lượng của ông ta là 13,2 tỷ euro. Abramovich sở hữu lâu đài và biệt thự tại Đức, Pháp, Anh. Tại New York, anh ta cũng sở hữu 4 căn nhà mặt phố ở Manhattan. Ông cũng sở hữu một số du thuyền, máy bay phản lực riêng cho mình. Đây là biệt thự sang trọng của tỷ phú Nga Abramovich tại Anh. Năm 2003, ông ta đã mua câu lạc bộ bóng đá Anh FC với giá 210 triệu euro. Abramovich đã kết hôn và 2 lần và có 7 người con tất cả. Bạn gái hiện nay của anh được cho là ngôi sao truyền hình Nga Alexandra, 25 tuổi.